Quý vị đang tìm nhà bán theo trục đường quốc lộ 6 thuận tiện đi lại ở Hà Đông, đi làm theo trục tuyến đường sắt trên cao Cát Linh gần với trục đường Quang Trung thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Với căn nhà 4,5 tầng thiết kế xây mới hoàn toàn, cụm nhà 6 căn này thì đã bán 2 và còn 4 căn, thiết kế rất chi là hợp lý, hướng nhà là hướng Đông Nam, nhà xây mới hoàn toàn 6 căn, 6 cuốn sổ đỏ riêng biệt, xây dựng riêng biệt, tách biệt từng căn. Và theo như hiện trạng ngôi nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Vị trí thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Giá bán rất chi là hợp lý, chỉ nhỉnh 2 tỷ một chút thôi mà quý vị sở hữu cho mình một ngôi nhà, cả nhà và đất. Đây là đường ngõ trước nhà, kia là đường ngõ ô tô. Và với vị trí ngôi nhà này thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện. Quan trọng là những cái tiện ích yếu tố đều đầy đủ về những cái công năng sử dụng của ngôi nhà thì như thế nào, mời mọi người theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể thiết kế của ngôi nhà. Với phần cửa chính thiết kế hai lớp cửa. Với cái căn nhà này thì tất nhiên ở đây là căn trong cùng mọi người ạ. Và ra ngoài cái mặt cách một nhà là ra tới ngõ thông, ô tô đi lại được. Hướng nhà Đông Nam, ở đây ngoài ra còn hướng Tây Bắc nữa. Nếu như quý vị nào không hợp hướng Đông Nam thì có thể quan tâm hướng Tây Bắc. Thiết kế của ngôi nhà hợp lý, chỉnh chu, theo đúng như hiện trạng là dọn đồ về ở, sổ sách chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Cửa chính thiết kế hai lớp đây. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Thiết kế tầng 1 của ngôi nhà là phần sử dụng phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Căn nhà này tương đối là thông, thoáng, hiện đại. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Nhà này thì có một chút về cái phần hoàn thiện vệ sinh nữa là có thể về ở ngay trong ngày. Nói chung là sổ sách pháp lý rõ ràng, sáng mua, chiều về ở được nha quý vị. Thiết kế tầng 1 hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, hồ sơ điện nước, riêng biệt từng căn. Quý vị hoàn toàn yên tâm tất cả những căn nhà mà bên nhà tốt review cho lên kênh bán hàng 100% là sổ sách riêng biệt, pháp lý rõ ràng, căn nhà nào cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Giá bán cụ thể nhất tại thời điểm hiện tại thì em sẽ để ở dưới phần bình luận cho quý vị. Rất nhiều khách hàng nói tại sao không công khai, không phải là không công khai mà ở dưới phần bình luận em có để. Nhưng mà tại cái thời điểm bây giờ có thể tăng giảm 50 triệu hoặc là mấy chục triệu chẳng hạn thì cái phần ở dưới giá em sẽ thay đổi tại thời điểm quý khách hàng đang xem nhé. Ngoài phần phòng khách này thì đây là phần phòng bếp này. Với phần phòng bếp cũng hoàn thiện đầy đủ, chỉnh chu. Nói chung một ngôi nhà hơn 2 tỷ mà 4,5 tầng cả nhà và đất là giá cũng rất là ổn tại thời điểm hiện tại. Quỹ căn của bên nhà tốt thì còn rất rất là nhiều và giá bán hơn 1 tỷ cũng có. Nhưng với cái phần giá bán đấy thì tất nhiên vị trí nó phải khác. Vị trí nó phải, cái giá trị bất động sản nó phụ thuộc vào vị trí. Cho nên cũng có rất nhiều khách hàng quan tâm là mong muốn hơn 1 tỷ mà ở Hà Đông thì thực tế là cũng hơi khó. Một hơn 1 tỷ thì ở bên quỹ căn của nhà tốt là có ở phần Chương Mỹ nha mọi người. Cụ thể thì nó chỉ 1 tỷ 250 triệu là quý vị đã có thể sở hữu một em nhà 3 tầng rồi. Quay trở lại với video này thì căn nhà hơn 2 tỷ. Đây là phần không gian phòng bếp, tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, phụ kiện bếp lắp đặt cho quý vị đầy đủ, toàn bộ phụ kiện chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa thiết kế xong hết, hồ sơ điện, hồ sơ nước. Ở đây nước thì sử dụng nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội nha quý vị. Đồng hồ điện, đồng hồ nước riêng và mặt bếp thì thiết kế là ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp. Đó. Ngoài ra tầng 1 thiết kế thêm công năng cho quý vị sử dụng ở dưới. Một phòng vệ sinh sử dụng riêng cho tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, máy bơm, nước tổng lên trên các tầng sử dụng của ngôi nhà. Nói chung nếu như một hộ gia đình ở như thế này mà 2 đến 3 thế hệ vẫn cứ là ok nha mọi người. Toàn bộ hệ thống tay vịn của trụ cầu thang đây, thiết kế toàn bộ là gỗ, ngăn cách phần cầu thang với lại phần phòng khách. Chủ nhà thiết kế cho quý vị ở đây là một vách CNC, mặt bậc của bậc cầu thang, ốp đá đen cổ trắng. Như vậy, Ngọc Ánh đã review cho quý vị đường, hướng, vị trí của ngôi nhà. Tính từ vị trí ngôi nhà này cách với lại mặt đường quốc lộ 6 mở rộng. Nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính 100m thôi mọi người nhé. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Trên phía tầng 2, 3 và 4 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh. Căn nhà này thì tất cả các phòng ngủ đều được lát sàn gỗ. Và khi nào mà khách mua thì chủ nhà mới cho bên đội sàn gỗ vào để hoàn thiện cho quý vị. Thực ra cái phần hoàn thiện này thì nó rất là nhanh. Sàn gỗ thì trong ngày là xong rồi. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Đây là phần không gian phòng ngủ rất là rộng.
cửa sổ thông thoáng hai bên. Đó. Vị trí thuộc quận Hà Đông, phường Biên Giang. Phường Biên Giang này, phường Yên Nghĩa này, phường Đồng Mai là một trong ba phường. Cái quỹ đất cũng như cái vị trí nó hơi xa trung tâm thì nó mới có những cái giá như thế này. Còn nếu như mà quý vị mong muốn những cái ngôi nhà như thế này mà ở trên gần Cầu Trắng này, ở Văn Quán gần Mỗ Lao thì cứ xác định tầm 3 tỷ 8 trở lên giúp Ngọc Ánh nhé. Đó. Đây. Phòng vệ sinh đã hoàn thiện xong hết rồi. Ở phần tầng 2 cho quý vị đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen, cây, rồi lavabo. Trong phòng vệ sinh thì được ốp gạch lên trên tới tận trần rất là sạch. Màu sắc thì nhã nhặn. Nói chung về cơ bản là căn nhà này đã xong. Nó chỉ có một chút về cái sàn gỗ thì khi nào mà khách về ở thì chủ nhà mới lắp. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. À. Và đây là phần tầng 2, mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và phần tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, tuy nhiên tầng 3 và tầng 4 đặt phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Duy nhất tầng 2 là thiết kế phòng ngủ master, phòng vệ sinh ở phía bên trong. Phòng vệ sinh ở đây thì nói chung là thiết kế tương tự nhau, tầng 2, tầng 3, tầng 4 giống hệt nhau mọi người ạ. Đó, phòng nào cũng đầy đủ công năng, thiết bị vệ sinh sử dụng theo từng tầng. Bồn cầu, lavabo, sen cây. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, phòng nào cũng được ốp gạch lên tới tận trần rất là sạch. Còn đâu thì tất cả các phòng ngủ thiết kế như nhau. Căn nhà này thì có một cái ưu điểm, đó chính là nằm ở khu dân cư yên tĩnh, gần với lại ngõ nông, gần đường ô tô, gần với trục đường quốc lộ 6. Quý vị có đi làm ở Hà Đông này, quý vị đi làm ở Chương Mỹ, hoặc là tính từ vị trí ngôi nhà này, quý vị đi ra bến xe Yên Nghĩa và đi làm theo tuyến đường sắt trên cao Cát Linh thì cũng rất là ok. Quan trọng là giá bán, quan trọng là cái tầm tài chính của quý khách hàng sẽ quyết định được là cái vị trí quý khách hàng mong muốn ở đâu. Tầm tiền ít thì mình sẽ ở xa, mà tầm tiền vừa phải thì mình sẽ ở tầm giữa giữa, và tầm tiền cao thì mình sẽ ở gần trung tâm quý vị nhé. Và mời mọi người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà, bởi vì tầng 4 thiết kế tương tự như tầng 2, tầng 3. Như vậy với ngôi nhà này là có 3 phòng riêng, 4 phòng vệ sinh. Vậy thì tầng trên cùng thiết kế như thế nào? Mời quý vị đừng rời mắt khỏi video. Và ngoài đang đứng ở trên tầng cuối cùng của ngôi nhà, với thiết kế ở trên tầng cuối cùng thì thực tế có như thế này thôi mọi người nhá. Ở trên này là để bồn nước này, đồng thời là sân phơi. Sau này quý vị về quý vị có thể bắn thêm mái tôn. Còn nhà bán theo hiện trạng. Và hiện tại thì chủ nhà ở trên này cũng để khung cột chờ đây sẵn đây cho quý vị, nếu như quý vị có thích xây thêm lên. Và với cái review cụ thể từ tầng 1 cho tới lên các tầng của ngôi nhà, ngoài anh cũng đã chia sẻ rất là cụ thể kỹ càng xem ngôi nhà thiết kế ra sao, quý vị cảm thấy phù hợp với công năng cũng như giá bán hay không, thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.